Hello, xin chào các bạn nhá. Các bạn ơi, hôm nay mưa mình không có đi làm thuê, cũng không đi ra ngoài đồng quay được. Mình đi mua phân về để gấp cho vườn đậu nhà mình và vun sới vườn đậu nhà mình nhá. Bây giờ mình đang vào tiệm phân mình mua đây này các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình đang đi vào tiệm phân mình mua phân này. Đây các bạn ơi, hello, xin chào các bạn nhá. Mưa nắng Tây Nguyên hôm nay là mưa, không đi ra ngoài đồng quay được, không đi làm thêm được. Các bạn nhà đi cần tiện phân thì mua phân thì để chăm sóc vườn đậu như mình, có phân vườn đậu thì mình cứ tới đây đây là cũng tiện nói này các bạn, nói chuyện tiện còn chém măng. Ông té đó là mua phân mua lăn thì nhà ông đổ lên xe ra đây. Chào các bạn nhá, mưa nắng Tây Nguyên, xin chào các bạn đồng bào trên cả nước Bắc Trung Nam đang xem kênh của mưa nắng Tây Nguyên nhá. Các bạn ơi, đây bây giờ mình mang phân này mình cung cấp các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, đây là tiệm đại lý phân này này. Đấy, phân của Ngô Thành Luân đấy các bạn. Chào ông chủ tiệm phân nhá, đi về thôi. Ông đâu rồi? Hello, xin chào các bạn nhá. Đây các bạn ơi, mình đã đi mua phân về, đang về trên đường đấy. Đây, trời mưa đây này các bạn này. Nên mưa lên bên này người ta đang làm nhà bên bên cạnh bác đang làm nhà đấy. Bác đang xây nhà mà mưa lên là chợ cũng nghỉ hết rồi các bạn. Đây. Mưa đây đại lý đây. Đại lý bán tạp hóa đủ mọi thứ bên nhà bên cạnh nhà mình đây, người ta cũng mưa đây này. Chỗ nào cũng mưa các bạn. Hello, xin chào các bạn nhá. Các bạn ơi, mình đã đi mua phân về đến tới vườn nhà mình rồi đây. Bây giờ mình đi. Bây giờ mình trộn phân này các bạn này. Mình đảo phân. Nãy là mình mua phân NPK này cộng với lại phân lân này. Đây bây giờ mình đã đi trộn phân cho các bạn xem nhá. Có cái nón đội trên đầu là mình chen đấy. Mua phân này, lân này, bắt cái đậu mượn nhé các bạn.
Đường cũng vườn nó sập ra sập khẽ, nó mỗi mình là tự quay này, tự làm này, tự biên tự diễn nên là nó không được nét lắm đâu các bạn. Chờ Phan xuống xong mình lại quay lại lấy cái điện thoại đấy một chỗ đây. Bây giờ đây các bạn ơi, hello, xin chào các bạn nhá. Bây giờ các bạn ơi, mình đi sẽ đi rắc phân này, mình sẽ đi rắc phân cho đậu này các bạn này. Đây các bạn ơi, kênh của mình là kênh Mưa Nắng Tây Nguyên. Xin chào các bạn nhá. Gia đình mình bây giờ là có ông xã mình, ông chồng mình, ông đi làm về. Bây giờ là ông ấy đang, ông cũng đi làm thuê làm mướn đấy các bạn. Nhưng mà mưa quá người ta không làm là lại quay về này. Quay về thế là ông ra ông ấy bỏ phân cho mình ấy này. Đây các bạn. Trời hôm nay sao mấy ngày nay ở Đức Trọng Lâm Đường mình mưa rất là nhiều các bạn. Đấy cái đậu này các bạn này.
Đấy. Các bạn ơi, kênh Mưa Nắng Tây Nguyên của mình đã giới thiệu với các bạn từ đầu là kênh của mình là kênh cuộc sống muôn màu. Kênh cuộc sống muôn màu nên là mỗi ngày một bài, mỗi bài một kiểu các bạn ạ. Thế trọng lắm mình, đồng mình là kênh là nơi rồng la ghim hoa màu nên là nó nhiều bài lắm, nhiều kiểu lắm. Chúa ban cho mọi sự rất là tốt đẹp. Nên là mỗi ngày mỗi bài mỗi kiểu. Các bạn thấy kênh của Mưa Nắng Tây Nguyên mình mà hay ý, thì các bạn bình luận, like và đăng ký giúp mình nhé các bạn nhá. Các bạn ơi, mình lúc nào cũng chào đón các bạn. Lúc nào cũng chào đón các bạn mà mong các bạn giúp đỡ cho mình là đăng ký cho mình nhé các bạn nhá. Thấy kênh của mình hay thì các bạn yêu thương mình là các bạn đăng ký dùm cho mình nha. Mình đang cần người, rất là cần người đăng ký. Kênh của mình là mới làm nên là còn thiếu nhiều người đăng ký lắm các bạn ơi. Mình năm nay gần 60 tuổi rồi, nhưng mà vì lòng đam mê với mình thấy cảnh mọi sự trên trái đất này rất là đẹp. Mình thấy tiếc vì nhiều bạn ở các nơi, ở mỗi nơi mỗi có một cách sống khác nhau, mỗi nơi có mỗi kiểu khác nhau nên là nhiều khi ở nơi các bạn thì cũng nhiều cảnh đẹp, nhiều cái đẹp nhưng mà nó lại khác ở quê nơi mình ở, nên là mình cố gắng mình truyền tải nơi mình ở cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, đây này, cái dây khô này trên chốc này là trước là mình trồng su su này các bạn này. Đây mình trồng su nhưng bây giờ su nó tàn rồi, thế là mình trồng đậu ngự đây. Đậu ngự này, cây đậu ngự này các bạn. Đấy, cây đậu ngự nó xanh này, nó đang bò lên trên chốc đấy. Đấy, khi nào mà nó bò đến đâu thì mình lại dứt cái dây su này đi đến đấy này các bạn. Cứ đậu nó bò đến đâu thì mình dứt đi đến đấy. Chứ mình mà dứt sớm quá thì cái dây su nó lại bột xuống, nó lại buông xuống là nó gì. Thế nên là mình phải để yên cái dây su như vậy cho đậu nó bò lên đã. Xong khi bộ đậu nó bò được nhiều rồi mình mới lại cắt cái dây đậu bên dây su bên dưới để cho đậu nó trên chốc nó mới đẹp được. Đây hôm nay là mình đang bỏ phân đây, phân đây. Phân như vừa nãy mình đã cho các bạn xem là mình mua phân NPK. Hãng nào cũng được, cộng với lân mình trộn mình bỏ đây. Giờ mình đi mình vun. Vun đất mình lấp vì cây đậu nó còn nhỏ nên mình phải lấp đất nha các bạn. Đây các bạn ơi, đây mình lấy mình bỏ phân xong rồi đấy này. Bây giờ mình đi mình vun đất để mình vun và mình lấp cái phân này vào các bạn này. Đây. Không cần lấp kỹ quá đâu các bạn, cần lấp sơ sơ thôi. Đậu nó còn nhỏ nên phải lấp phân đi, có là mưa to hoặc là gì đấy tôi hết phân đi. Cứ tựa như là mình xới cho đi đậu này các bạn. Đấy. Bọc nó bay ở các người rồi. Các bạn ơi, ở nơi các bạn này. Ở thành phố thì không thì khác rồi, nhưng ở những người ở nông thôn thì nơi các bạn sống mà nó làm giống như mình được không? Đây mưa thì các bạn mưa mà có cái nón thì mình lại bị nhân kia lấy điện thoại rồi, nhưng mà không có cái nón thì... Thank you.
phố ngày đây. Đất số ngày đây. Ngay đầu cổng nó chưa vun. Nó thì mình đem mình chia cái điện thoại lên luôn. Không nhờ. Đấy, mình chỉ vun như thế thôi các bạn. Để cho nó phân đi thôi. Để cho nó bới. Đây các bạn ơi. Mình lại phải chuyển cái máy quay lên đây. Đợi bố vun đi. Đừng có quay cái lưng viền này. Nó quay ngang thế thì nó quay lưng viền này, quay vào cái điện thoại. Quay lưng vào cái điện thoại. Và máy quay. Đấy, ở nơi mình ở đấy các bạn. Nơi làm đất, làm vườn, làm lá ghim nên vất vả lắm các bạn. Nắng lên thì phải tưới suốt ngày. Mà mưa xuống thì lại chẳng làm được. Muốn thịt thuốc hay là muốn làm cái gì thì lại mưa không làm được. Cái giàn này trước là mình trồng su su này. Bây giờ su su hết mùa rồi. Sang trồng đậu này. Xong hết mùa đậu thì lại trồng su su. Ví dụ như là đậu thu gần hết rồi. Còn gần tàn rồi là mình lại trồng su su. Chỗ này nó ở gần nhà, gần làng nên là gà nó phá nhiều lắm nên mình không có. Gà rồi các thứ nó phá lắm nên là chó nó ra nó phá lắm nên mình không có trồng rau được các bạn. Trồng rau thì trồng xa ngoài cánh đồng, ngoài giữa cánh đồng cơ. Cái trồng ở đây chỉ có trồng su trồng này thôi, vì nó ít, đất nó có ít nên là đất này cũng mình thuê đấy các bạn. Mình thuê đất của người ta làm đấy chứ không phải đất của nhà mình đâu các bạn. Đấy, hello các bạn nhá, các bạn ơi, mưa nắng Tây Nguyên chính tháng lại hello, để chào các bạn đây, để gọi các bạn đây, xem là các bạn đang xem kênh của mình không? Đấy, các bạn ngủ gật hết rồi, các bạn ơi, kênh của mình là kênh cuộc sống muôn màu, mình rất trọng Lâm Đồng nhá, các bạn ơi, kênh của mình mỗi ngày mỗi ngày sẽ truyền tải cho các bạn. Nay đang mưa quá các bạn. Đây này, mai mốt là nó đậu nó tốt là mình lại đi mình lấy cái liềm hoặc cái kéo mình rút những cái này các bạn. Đó, mình rút những cái này xuống thế này. Xong rồi ví dụ như mình lấy cái liềm mình cắt đất ngang này, cái đất ngang này mình rút nó xuống này. Để cho lỗ đầu mình nó ra hoa ra bông này. Bây giờ là đang đậu nó còn đang mới lên nên là chưa cắt được. Cắt xong bây giờ là cái ngọn đậu này nó tụt xuống này đấy. Nó tụt xuống như này là mình lại phải hàng ngày lại phải đi vắt lên như này. Vắt lên như này nên là mình chưa có cắt đậu, đã cắt su. Mình cứ để cái này đã. Xong rồi mấy bữa nữa là đậu nó tốt rồi đã. Rồi phải đi rút những cái dây này xuống. Lấy cái liềm cắt ngang cái dây này vứt xuống này. Đấy. Đấy các bạn thấy ở nơi mình làm vất vả mà kỳ công lắm rồi. Được có đậu có đỗ bán hay là cây rau gì bán là không phải dễ. Rất là kỳ công, mưa nắng phải làm hết các bạn. Bạn ơi, đăng ký dùm mình nha. Mình luôn luôn chào đón các bạn đồng bào trên cả nước Bắc Trung Nam nha. Đăng ký giúp cho mình nha. Các bạn
cho mình một nút đăng ký, coi như là các bạn đã yêu thương mình rồi. Các bạn đã là như kiểu là các bạn đã đi làm phúc rồi đấy các bạn. Một nút đăng ký là coi như là các bạn đã đi làm từ thiện này. Đăng ký là coi như các bạn đã một cách yêu thương mọi người đấy các bạn, một cách yêu thương mọi người đấy các bạn, cho đi là cho lại các bạn chủ khác, bạn đăng ký cho mình nhá. Đấy, video của mình hôm nay trời mưa, để cái điện thoại lâu sợ nó ướt hết nên là video cũng dài rồi. Mình tạm dừng nhá. Xin chào các bạn. Bye bye. Mình cảm ơn các bạn nhiều nhá.